Xin kính chào quý khách, thì hôm nay thì hàng Nhật Tuấn Hà tại số 2 ngõ 603 Đảng Đông Quân sẽ giới thiệu với quý khách mẫu máy giặt mới nhất của Toshiba là phiên bản 1277. 1277 là có nghĩa gì? Tức là nó là giặt 12 cân và sấy 7 cân. Phiên bản này thuộc series đời 2019-2020. Bản màu nâu này nó đang là bản có thể nói là đáng giá nhất trong phân khúc của bảng máy giặt Toshiba 1277. Mẫu này ra thì vừa được nhập về gia dụng Nhật và nó là hàng nước vẫn còn nguyên siêu mặt của cái bảng điều khiển. Mặt nói một cách không hoa là cái mẫu này đang mới, còn rơi tầm 98-99%. Chúng ta sẽ xem qua một chút về cái nội thất về máy của đấy. Thiết kế của mặt ra thì nó là mặt kính và phím thì chỉ có hai phím cứng thôi, là phím bật và phím tắt. Trên màn hình này ra thì hiển thị ra các cái chế độ của máy. Ta sẽ đi vào cái phần hướng dẫn sử dụng sau đây khoảng tầm 1 phút. Trước nhất thì ta sẽ xem các cấu tạo của máy. Máy là có cái chế độ Ultra Fine Pup, tức là bọt siêu mịn và đánh siêu sạch. Nồng của máy 12 cân mà, thành ra là nồng rất là to. Nồng rất là to. Tất cả máy về sau này thì đều quay lại cái kiểu kết cấu đục nỗ như ngày xưa, bởi vì cái nồng kim cương nó làm cho quần áo nó hơi bị mài nhiều quá. Nhưng tất nhiên nồng kim cương thì giặt nó sẽ sạch hơn, nhưng mà hơi bị mài quá nhiều. Đây, sấy 7 được cân đây. Thấy không ạ? Máy rất là đẹp. Rồi, ok. Vẫn như mọi khi thì máy thì khi ta sử dụng thì hãy quan tâm những cái gì. Máy này ra thì là nó đã tự động hết toàn bộ các thứ rồi, tự động từ quá trình vệ sinh máy, từ vào quá trình vệ sinh lồng. Thành ra là bạn chỉ cần quan tâm cho tôi hai thứ duy nhất thôi. Thứ đầu tiên, hộp rác sấy. Mua cái này về mà không sấy thì hơi phí. Hãy xem hộp rác sấy này, cứ mỗi lần sấy xong thì hãy bỏ cái hộp rác sấy này ra. Ở trên đây thì nó đọng khá nhiều những cái bụi sấy, thì hãy lấy bụi sấy ra hàng ngày. Tôi cũng vừa mới test thử xong cho cái con mẫu này, sấy rất là thơm. Tiếp tục ra thì sau khoảng tầm 1 tháng thì mình hãy bỏ cái rác giặt ở phía dưới này ra. Đây, theo mũi tên này, thì cái mũi tên của máy và cái mũi tên của cái nắp vặn này luôn luôn phải giống nhau. Thì khi đấy tức là nó đã khóa rồi, vặn nó ra. Và khi ở trong đây nó có rác thì hãy đổ nó đi. Mỗi tháng thì hãy nên đổ rác đi một lần. Thì không thì cái bụi bẩn nó sẽ không đi vào trong máy nữa. Rồi, ta đi vào quá trình sử dụng nhá. Con này khá là khó dùng đấy, thành ra là tôi sẽ phải hướng dẫn chi tiết các bạn cách sử dụng của máy. Thì nút tắt với bật thì thôi, không quá quan trọng rồi. Tắt máy này, bật máy này. Rồi, ta sẽ đi vào phần màn hình này nhá. Này, phần màn hình này thì gồm có cái gì? Thì đầu tiên đây là cái chế độ chỉ có giặt không. Chỉ có giặt không tức là như nào? Tức là nó chỉ giặt thôi, không có chế độ sấy. Chế độ tiếp theo đây là nó là chế độ cả giặt cả sấy. Và chế độ cuối cùng nó là chỉ sấy không. Thế thì trong đây thì nó sẽ có, ta sẽ đi vào những cái chức năng của ở phía bên dưới nhé. Chức năng đầu tiên đây là chức năng hẹn giờ. Chức năng hẹn giờ này là một chức năng rất là hay. Ví dụ như bây giờ, giả dụ như bây giờ tôi đang cài hiện nay là 12 giờ 1 phút. 12 giờ 1 phút mà ví dụ như mình muốn thời gian giặt nó lại đến 6 ở đây đến chiều đây. Đến 18 giờ, tức là đến bây giờ buổi trưa ta tranh thủ về nhà, đến 18 giờ 6 giờ thì ta đi về ta giặt xong rồi. Thì chọn đến thời điểm máy đó máy giặt xong. Đây, chỉ cần thêm thời gian thôi. Ví dụ 16 giờ 30 thì máy giặt xong. Thì đến cái thời điểm đó máy sẽ tự động nó giặt xong. Đó, máy sẽ tự động tính toán thời gian để giặt sấy. Đấy. Giặt sấy đến ví dụ như là máy giặt khoảng tầm giặt sấy 4 tiếng chẳng hạn, thì khoảng rơi tầm 2 giờ 2 rưỡi thì bắt đầu máy sẽ tự động nó bật lên. Thì khi đến cái thời điểm 6 rưỡi là máy sẽ tự động mở cửa ra để bắt đầu mình có thể lấy quần áo. Thì khi lấy quần áo nó sẽ không bị nhàu, không bị quăn và không có bị mùi. Đấy là điểm quan trọng nhất của cái máy giặt, của cái chế độ hẹn giờ này. Rồi, bây giờ tiếp tục ra đến cái chế độ tiếp theo nhé. Máy do là chưa bóc siêu, bởi vì đây là con máy mới mà, nó thành ra là tôi vẫn chưa dám bóc siêu này ra, thì để chờ khách nào đến mua thì bắt đầu sẽ bóc. Chế độ tiếp theo là chế độ giặt nước nóng. Thì chế độ ban đầu tiên đây là chế độ mà giặt nước nóng nhiệt độ vừa phải, không giặt này,
15 độ, tức là với cái 15 độ này thì dành cho những cái nước mà nó khí hậu nó lạnh, cái nước nó rất là chỉ khoảng mấy độ trong bể thôi thì mới phải dùng. Chứ ở Việt Nam mình sẽ chỉ sử dụng ba cái chế độ giặt nước này, 40, 50 và 60. Chế độ 40 độ này thì giặt cái đồ làm sao dưới 5 kg khô, 50 kg này, 50 độ C này và 60 độ. Với 60 độ thì chỉ nên giặt ít thôi, chỉ giặt khoảng tầm 3 kg thôi, thôi nhé. Bởi vì cái chế độ 60 độ này ra quần áo ra thì nên lựa chọn cái lượng ít thôi, bởi vì thời gian giặt rất là lâu. Tiếp tục, đây là chế độ tắt bật đèn lồng, bật đèn này, bật đèn thấy mọi người thấy không? Máy lồng đã sáng trưng rồi. Đấy, đây có một cái đèn này, thấy chưa? Ở bên ngoài trời sáng thì ta không nhìn thấy thôi, chứ nếu mà đặt ở trong nhà tắm thì nhìn rõ lắm, nét căng luôn. Chế độ này quan trọng này, chắc là không có nhiều người làm video để hướng dẫn cho các bạn về phần này đâu. Đầu tiên là về phần chăm sóc máy giặt. Chăm sóc máy giặt ở bên trên này ra thì nó sẽ có chế độ là vệ sinh lồng. Chế độ vệ sinh lồng này, chế độ đầu tiên đây là giặt lồng sau từ đây này, sấy lồng. Ví dụ như đây là chế độ sấy lồng, nên sử dụng một tuần một lần. Chế độ này là chế độ mà cả giặt cả sấy lồng thì giặt trong 4 tiếng hoặc giặt trong 13 tiếng. Tốt nhất là bạn hãy chọn giặt trong 13 tiếng. Sau khi chọn xong thì bắt đầu là ấn Enter. Thì cứ mỗi tháng thì bạn hãy ấn vệ sinh lồng một lần. Nhưng mà đấy chưa phải là phần hay nhất của cái phần mà chăm sóc máy giặt đâu. Trên đây là phần vệ sinh lồng thì bạn nên sử dụng chế độ này. Đây là chế độ chỉ giặt lồng thôi. Đây là chế độ cả giặt cả sấy lồng. Và đây là vệ chỉ sấy lồng không, để tránh nấm mốc. Thế còn cái chế độ này, đây là chế độ tự động vệ sinh lồng. Sau khi sấy lồng, sau khi giặt thì tôi đã đặt nút on rồi. Tức là sau khi giặt xong thì nó sẽ tự động sấy lồng. Thì khi mà nó giặt xong rồi, máy nó hiện lên số 0, thì lấy hết quần áo ra thì đóng nắp lại để bắt đầu máy thực hiện chế độ sấy lồng. Chế độ dưới này là chế độ vệ sinh lồng tự động hoặc là không, tùy theo bạn mong muốn. Chế độ dưới này thì nó chỉ là lời nhắc nhở về các cái khâu mà mình cần chuẩn bị thôi, không quá quan trọng với cái phần này. Phần này cũng thế, đây là cái phần hướng dẫn thì thôi, nếu bạn nào mà cần yêu cầu kỹ hơn thì có thể là dùng điện thoại Google dịch ra để mình có thể dịch được cái chế độ đó. Các cái chế độ giặt xả này, đây trên đây là chế độ mà giặt yên lặng này, đây là chế độ mà giặt kỹ càng này, và chế độ này là chế độ giặt eco. Thì luôn luôn tôi bật cái chế độ eco này lên để máy có thể nhận diện tốt hơn cái lượng vải cũng như là quần áo. Còn đây là để giặt yên lặng thì làm cho cái nó giặt êm hơn quần áo của mình. Đấy, chế độ tiếp theo đây là chế độ cài đặt của máy. Thì đầu tiên đây là chế độ khóa của trẻ con, đã thấy không ạ? Khóa hình trẻ em, nếu bạn muốn khóa này, đấy khóa rồi. Trẻ con đố nó làm nghịch được, nó mà giật ra thì coi như bạn mất cái khóa cửa, mất khoảng tầm 5-7 triệu. Đấy, nói vui thế thôi. Còn đây là tắt. Đấy, thế thì nó sẽ không khóa được cửa nữa. Thì tức là cái này là dành cho là trẻ con nó khỏi nghịch thôi. Chứ còn nếu mà nhiều khi là mình mò vào mình không biết thì lại khóa vào mình không biết thì cũng rất nằng nhằng. Đây, chế độ khóa lồng này. Đấy, thấy không, cạch ấy. Mở cửa ra rồi, ok nhá. Hãy lưu ý cái này thì dành cho nhà nào mà có trẻ con thì mình dùng cái này. Rất nhiều những cái chế độ ở bên trong này. Đây là chỉnh thời gian này. Đây là chỉnh thời gian, ví dụ như thời gian ở trên này của bạn ra thì thời gian bao nhiêu thì mình chỉnh cài đặt thời gian. Ở những cái ở dưới này thì không quá quan trọng đâu. Rồi, ta bây giờ ta đi vào cái quá trình sử dụng của máy nhá. Quá trình sử dụng của máy thì quá trình giặt sấy, thì trong quá trình giặt sấy thì nó ở trên bảng điều khiển này, đây là nút menu này, đây nút start này. Nút start luôn luôn ở góc dưới cùng bên tay phải. Nút menu ở chọn. Thì trong đây nó sẽ có những cái chế độ sau đây, chế độ giặt cơ bản này. Đấy, nó sẽ có từng cái chế độ là có lượng cân giặt như thế nào, là tối đa như là 7 cân này. Loại này giặt ít là 3 cân này. Đây là loại thời gian là bắt đầu là để mà giặt nhanh này thì tối đa là 6 cân này. Back lại. Chế độ này là giặt ghi nhớ này. Ghi nhớ là gì? Ghi nhớ tức là khi đấy là bạn chọn cái chế độ ghi nhớ nào theo mình phù hợp. Ví dụ như đây, bạn mình cần phải ngâm thời gian lâu hơn thì mình có thể chọn ngâm thời gian lâu hơn.
mình muốn nhiều lần xả hơn, đây là 2 lần xả nhiều nước, 3 lần xả, 3 lần xả nhiều nước, thế là ok rồi. Thì sau đó, sau khi mà chọn xong thì ấn nút back lại. Đấy, thì bắt đầu máy đã chọn rồi thì ấn start là nó chạy thôi. Chế độ này là chế độ chỉ giặt 60 phút với đồ mà chỉ có 1 kg thôi. Cho điện thoại cao một chút. Đấy, chế độ này là đây là chế độ giặt cẩn thận này, đây giặt ban đêm này. Giặt ban đêm tức là giặt để mà cho chế độ mà êm lặng nhất ấy. Êm lặng nhất có thể cho giấc ngủ. Và đây chế độ giặt chăn, giặt khăn thì chỉ nên giặt là thôi, lượng cân ít thôi. Như tôi thấy là ở Việt Nam mình có mọi người hay có một cái quan niệm rất là sai lầm về cái việc là bắt đầu giặt khăn. Mọi người nên nhớ rằng là cái lượng quần áo ra của cái khăn thì nó cao hơn rất nhiều so với khi mà nó thấm nước, nó cao rất nhiều so với quần áo. Cho nên nếu như mà giặt khăn mà mình bạn cứ tống mà đến 6-7 cân thì khi mà nó lượng nước nó lên đến 20 cân thì máy nào giặt nổi. Cho nên là hãy lưu ý mỗi cái phần giặt khăn này. Đấy. Thế thôi. Còn giặt sấy thì nó cũng vậy thôi. Trong cái chế độ sấy thì nó sẽ có các cái chế độ sấy sau rồi. Đấy. Thì nó sẽ lưu ý ra những cái chế độ sấy kg khác nhau để cho bạn có thể sấy ra những cái thứ đồ làm sao mình cảm thấy nó phù hợp nhất. Đấy. Và đều kèm hướng dẫn sử dụng hết toàn bộ. Và tôi cũng đã làm một cái bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt để cho các bạn sử dụng. Ok, à đây. Trên đây thì nó là lưu lại của những cái lưu ý thôi. Ví dụ nỗi C21 thì nó là cửa chưa đóng chặt, C26 thì là cửa rác ở bên dưới chưa đóng, C51 thì là cấp nước yếu. Thì khi đấy bạn hãy tháo cái này ra, mình đánh vệ sinh lại sạch đi xong mình lắp lại. CH này đây là khi mà bắt đầu CH này tức là nồng nó đang nóng, còn C là nước đang còn nóng, còn CH2 tức là nồng đang còn nóng. Rồi, ok. Rất Hàng Nhật Tuấn Hà tại số 2 có 603 là Long Quân, thì rất cảm ơn quý khách đã theo dõi video và rất mong quý khách hãy ủng hộ chúng tôi trong mùa dịch này. Rất cảm ơn quý khách. Xin chào ạ.